bà xã nghĩ sao? Harry cũng tham gia chương trình Người Bí Ẩn, năm nay là năm thứ 3 rồi. Mỗi lần tham gia chương trình này thì cảm thấy rất là hóng chờ là hôm nay thì sẽ có người bí ẩn nào. Mà em hóng cái gì? Thì người bí ẩn MC kỳ cục ghê á. Chị Giang, hai chị em mình người thân nè. Ừ, người thân trong gia đình hết nè. Dạ, chị thấy sao chị? Trước tiên là Lê Giang kính chào mọi người có mặt ở khán phòng này. Nói chung là năm mới thì cái gì nó cũng mới, có lẽ sẽ điềm đạm hơn chút xíu. Thì muốn tới đó là thấy chưa điềm đạm rồi đó. Đây là lần thứ hai Lê Giang được tham gia chương trình Người Bí Ẩn. Lê Giang thấy có những cái hay lắm, mà năm nay là chắc cũng có cái mới lạ nữa hả cưng hả? Đúng hay rồi. Nữa nghe nói ở núi Sapa gì xuống, chắc là đó không được đâu, nhưng mà ráng lên nha cưng. Dạ. Dạ vậy thôi. Xin mời gặp gỡ nhóm Người Bí Ẩn. Ơi. Trời. Mời bạn. Đừng nghe những gì con gái nói, hãy nhìn vào đôi mắt anh đây, anh sẽ hiểu. Hiểu sao em? Được trái tim em. Từ bà xã giết anh chết. Hãy nói quá trời. Cờ bắt em đây. Quá trời. Nếu không hiểu thì biết tay em. Thôi, em là con gái. Cái cưng quá à. Tôi không biết bạn có phải là con gái không mà cưng rồi đó. Con chuột như con chồn vậy đó. Cưng lắm. Mà em, ai cần ta đó, có ta đây. Cụ đó, cụ đây. Thiệt là bận rộn. Trong lúc lộn xộn, gặp kẻ nói nhiều, nhưng không thể làm điều, vì em là con gái. Thơ văn rồi lai láng quá trời. Mời em. Phận làm con gái chưa một lần mà thôi. Em xin được phép xin lỗi chị Diệp Hương, chị Harry Won, chị Lê Giang, bởi vì em quá đẹp. Em là người con gái đẹp nhất đêm nay. Vì thế em là con gái. Vẻ ngoài cực chất, body cực chuẩn, phong cách cực cun, một hình tượng nam thần vạn người mê. Nhưng xin lỗi các chị, các em, các dì. Em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là khóc, khi vui là cười. Tôi là con gái. Mời em. Hây, hây, hây. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối không. Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé, có em chờ. Hay quá. Bởi vậy em phải bảo vệ người đàn ông yếu đuối của đời mình, cho nên em là con gái. Kinh quá. Đó, rồi ai muốn hỏi gì hỏi đi. Nhưng mà đây là năm người đàn ông luôn. Trời đất ơi, thì mới hỏi. Là trời con gái ơi. Ở đây là con gái. Con gái thiệt. Ôi, không tin nổi luôn á. Ủa sao hay vậy ta? Em đứng kế bên em còn không tin nổi nữa nè. Nãy giờ em cố gắng em nhìn, em không phát hiện được cái gì luôn. Anh, trời thiệt của em nói thiệt nha. Anh làm giả gái thì anh còn là giống con gái hơn là năm người này luôn á. Đúng rồi, có gì đâu mà không đúng. Thôi bây giờ tạm ngưng cái chương trình bán đứng nhau đi nha. Bây giờ tập trung vô chuyên môn nè. Chị hỏi bạn số 3, bạn đi toilet thì bạn chọn bên nam đi hay bên nữ đi? Dạ, em không chọn toilet nào cả. Bởi vì không có toilet nào xứng đáng với em. Bởi vì em là người đẹp nhất. Bà đẹp tới mức độ là bà không đi toilet luôn. Vậy là mấy cái toilet công cộng ế hết luôn rồi. Em số 1. Đó là khi mà biết về cái tính cách của em và cái sở thích của em giống một người con trai, thì cái phản ứng đầu tiên của cha mẹ em như thế nào? Dạ, chắc là hơi buồn. Và khi mà em muốn tiết lộ cho cha mẹ như thế, hay là em bộc phát từ nhỏ là em đã phát tiết ra như thế rồi? Từ nhỏ em đã vậy rồi. Cái người số 4 á, em có biết em gái không? Có duyên. Sao em? Dạ biết chứ chị. Em biết em là con gái từ lúc mẹ em mới đẻ em ra luôn hả? Dạ. Vậy là em là con gái? Dạ. Vậy thôi. Câu hỏi cực kỳ trí tuệ. Hỏi số 5, kinh nguyệt của các bạn là mấy tuổi? Dạ em bị năm 10 tuổi. 10 tuổi hả? Thì cho chị hỏi tiếp là lúc 10 tuổi em bao nhiêu ký?
10 tuổi là em chỉ có 30 mấy ký thôi ạ. Vợ hỏi hay quá vợ ơi. Rồi hiểu rồi. Em muốn hỏi bạn số 3. Cố lên bà xã, hỏi câu nào thông minh coi chứ vợ chồng mình ở mặt đó mà. Câu hỏi khác nha. Ừ, thông minh. Bạn có lúc nào lầy dế sẽ lầy. Dạ lúc em mới 13 tuổi. Lúc 13 tuổi em mấy ký? Lúc đó em 40 ký. Dạ. Hay quá, vợ khoa học quá. Chưa hiểu luôn á. Cho chị hỏi em số 1 nha. Từ lúc mẹ em đẻ em ra là em gái hả? Dạ con gái. Nghĩa là em không có phải chỉnh sửa? Dạ không. Đây chị coi thử coi. Cái gì vậy? Cái gì mà đòi coi người ta? Đây là hàng trưng bày cắm sờ vào hiện vật. Chị hỏi số 2 nha. Khi em mặc cái áo cái màu nó hơi sáng thì em quấn cái vòng 1 của em á là bằng cái dây thun quấn chân cho những người bị trật chân hay là em bận áo gị vòng 1? Em bận áo. Em bận áo size số mấy? Chữ A. Chữ A luôn vợ. Chữ A là áo đó. Áo sao áo. Bạn số 2 tên gì ạ? Em tên là Nguyễn Thị Hà Thu. Bây giờ em là con trai thì em phải có một cái tên gì đó nó men hơn chút đúng không? Dạ. Tên men là tên gì? Candy ạ. Kiểu Candy là cục kẹo. Ô đàn ông á. Vâng, nam thần Candy. Em cười gì số 1? Em tên gì? Dạ em tên Nguyễn Thị Trang. Cái Nguyễn mặt là Nguyễn Trang. Thị Trang nè. Cưng quá à, cưng quá. Thí dụ em được chọn một cái tên nam lấy tên gì? Tên Nghĩa phải không? Không, tên Candy. Candy luôn. Hỏi hết nhiều năm người này là năm cục kẹo hết đó. Năm cục kẹo hết đó. Số 3 em tên gì? Em tên Hà. Cái gì Hà? Hồ Ngọc Hà hả? Nguyễn Thị Hà. Còn tên con trai? Apple. Trái táo quá. Trái táo chứ chưa tên, ta không có Candy đâu. Còn số 4? Nguyễn Thị Thu Thảo. Nguyễn Thị Thu Thảo. Còn tên con trai? Dạ Candy. Bên kia Ken thôi, bên này lên tới Can rồi. Dạ. Yeah. Bên này nó qua tới thùng nè, đây nè. Còn em số 5? Em tên là Nguyễn Thị Minh Thư. Được. Tên tiếng Anh của em là Pineapple. Pineapple. Ừ đó. Bên này là Apple thôi, bên này tới Pineapple là. Bây giờ mọi chuyện hiện nay vẫn còn đang trong vòng nghi vấn. Vì vậy chúng tôi đưa ra thêm một cái gợi ý nữa. Họ sẽ nhún nhảy theo âm nhạc. Hãy xem độ nữ tính của họ có còn hay không nhé. Âm nhạc xin mời. Là con trai thật xinh. Là con trai thật xinh. All your bad is calling me. Và bây giờ mời tìm người bí ẩn. Hai bên khác nhau, đội khách chọn số 1, đội nhà chọn số 5. Cho hỏi đây là đáp án của chị Lê Giang hay là của bà xã? Em thì loại hai người và chị Giang nghĩ là số này. Và ừ, em cũng đồng ý luôn. Em chắc chắn loại ai? Chắc chắn loại số 3 với số 5. Vì sao? Tại vì theo nghiên cứu là phụ nữ muốn có cái ngày đó thì phải trên 45 kg. Chứ dưới 45 kg thì không thể nào mà có được. Tại vì cái người nghiên cứu? Cái đó là nghiên cứu của bên Hàn Quốc. Okay. Và bản thân em cũng là như vậy luôn. Là trên ký đó thì mới có. Dưới đó thì không có. Tại vì nó không đủ diện dưỡng để có cái đó. Gì anh không có. Anh mà có anh cũng không có hơn được 45 kg. Bởi nó khỏe gì đâu. Còn chị Giang tại sao chị chọn số 1? Cái số 1 có vẻ thì cũng thấy giống con gái lắm. Đúng nụ không? Cười. Còn cái nụ cười. Với lại những cái nét mà nãy giờ nói chuyện á là con gái lắm. Lún đồng tiền đó nha. Không, nếu lún đồng tiền không bằng số 4 thì đâu. Số 4 á. Số 4 mới, số 4 mới đẹp hơn. Bây giờ tại sao gia đình bên kia chọn số 5 ạ? Tức là anh đã chọn ở đây hai số. Một là số 1 và hai là số 5. Anh nghe cái giọng thôi. Và anh quyết định chọn số 5. Tại tất cả các bạn đều khi nhảy lên đều muốn tạo cho mình cái sự nữ tính. Còn về cái trang phục thì người nào cũng có thể che được cái mà mình muốn giấu. Bạn số 4 thì tôi loại ra là bởi vì về cái cặp chân của bạn số 4 thì tôi cũng nhìn rồi. Chỉ có số 1, số 5 là cái xương chân nó nhỏ hơn. Lý giải của cả hai đội đều rất là logic.
Xin chúc mừng đội làm nail, chị Lê Giang và Harry Won 1-0. Đó chính là số 1. Thành thì Thành chọn số 1 luôn. Hồi nãy hỏi về ba mẹ của em đón nhận như thế nào, bạn này trả lời bằng sự suy nghĩ, bằng trí nhớ của mình. Suy nghĩ sao mà trả lời rất chân thật. Tôi đã nói rồi, ở đây là tôi ghi số 5 và số 1 là hai người mà tôi nghi ngờ nhất. Bởi vì thật sự ra dù bạn có tập tạ cỡ nào đi nữa thì cái sự mảnh mai đó ở trong cái xương của người phụ nữ nó vẫn khác hơn là cái người nam. Lúc đầu tiên là anh nhìn cái ngón chân của em trước. Làm gì làm chứ người con gái cái ngón chân nó vẫn khác hơn à. Dạ, móng nhỏ. Nếu mà còn riêng cái bản thân của cậu này này là tôi vẫn nghĩ con gái. Bởi vì khi tôi ghi hai cái như vậy, khi mà nhảy á, tôi bị lầm. Tôi lầm là tại cái bộ đồ cậu ấy mặc đó. Nó xô ra những cái đường nét mà cố tình để đánh vô mắt người khác, là để sẽ nghĩ là à cái này chương trình lừa mình. Cho nên tôi mới chọn số 5. Rồi, bây giờ trước tiên mình hỏi bạn là ai? Em tên là Đỗ Đàm Duy Khương, hiện là đang là sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn. Em không phải là con gái. Còn em? Em là Nguyễn Quốc Minh, hiện tại em đang là diễn viên, ca sĩ, biên kịch và photographer. Wow. Còn em? Dạ, em tên là Trương Thanh Hoàng, công việc hiện tại của em là ca sĩ và diễn viên tự do. Em không phải là con gái. Nãy nghi người này luôn à. Cái gương mặt rất là đáng đẹp. Hoài nghi. Mặt em cũng lúng đồng tiền, đồ hú hồn lắm. Ai mà dữ tợn vậy nè trời. Đánh lừa anh Hoài Linh luôn, em là ai? Dạ, em tên là Trần Quang Thái, hiện tại em là sinh viên của trường đại học Nguyễn Tất Thành. Em không phải là con gái. Còn em, Angela, em là ai? Em là Nguyễn Thị Trang, hiện là vận động viên thể hình thành phố Hồ Chí Minh. Và em là con gái. You tập hồi nào? Chắc khoảng 7 năm. Khi nào em phát hiện ra mình có cái niềm vui này là tập thể hình? Cái nghiệp thể thao của em là theo từ nhỏ, mà đến năm 2011 thì em mới theo nghiệp thể hình. Cái này chị hỏi ngoài lề chút nha. Dạ. Có rung cảm với phụ nữ không? Gái đẹp là em mê hết á. Trong ba người phụ nữ đang ngồi đây thì em cảm thấy em rung cảm với người phụ nữ nào nhất? Thôi đừng chị nha. Chị làm hết hồn, nền nã chút đi chị, người ta đang ngắm mình rồi kìa. Vậy nền nã dịu dàng coi. Đó, ừ, nhẹ nhàng thôi. Rồi chị làm như chị thích người ta, ta thích chị liền vậy đó. Anh cứ nhìn đi anh. Theo pháp loại trừ thì em sẽ chọn chị Hương. Mình thấy chưa. Mình phải cẩn thận bảo giữ em đó. Không được. Đó như câu hỏi cũ của anh Linh đó, là thật ra bố mẹ em phản ứng như thế nào về cái việc này? Dạ, lúc đầu thì cũng có hơi buồn nhưng mà bố mẹ em cũng thông cảm. Rồi bây giờ thấy vui vẻ. Họ hiểu rồi đúng không? Thật sự ra khi bây giờ em đã bộc lộ trên truyền hình, tức là tất cả mọi người đều biết rõ về em. Ở đây anh chỉ muốn gửi đến một lời là cảm ơn ba mẹ em đã thông cảm và chia sẻ suy tư của em khi em biết mình như vậy. Em là một người diễm phúc nếu thật sự cha mẹ em đã đồng ý được cái điều đó. Và ngày hôm nay em nói được cái câu đó thì cho anh gửi lời cảm ơn đến cha mẹ em. Và bây giờ thì bạn ấy sẽ ra biểu diễn cho chúng ta xem khả năng của bạn ấy. Xin mời em. Xin chào nhóm của Bí ẩn. Đây là một người phụ nữ với một body săn chắc và một số huy chương gọi là thành tích nhỏ nhỏ. Đây có một show gồm 30 chuỗi hạt. Các thành tích vàng bạc đồng các loại. Nguyễn Thị Trang, giấy khen. Danh hiệu cao nhất mà hiện nay em có được là danh hiệu gì? Huy chương vàng quốc gia. Huy chương vàng quốc gia. Và thưa quý vị, ai cũng đều có cho mình một cuộc sống. Và đây là cuộc sống, là con người của bạn. Chúng ta hoan nghênh cho bạn Nguyễn Thị Trang, là một người vẫn sống tốt, vẫn có những thành tích lao động rất tốt. Và bây giờ là phần trình diễn của
lại là cái đàn ông mày. Nguyên mùa Tết ba rồi thịt khô ăn chưa đủ mà, ngán hả? Không mà tại sao anh không có một cái cô bóp nào hết, còn cô gái này là cô bóp quá trời luôn kìa. Những người bạn bè của em lâu ngày họ gặp lại em, họ có thắc mắc hay cái gì không? Nếu mà lâu quá không gặp thì họ sẽ thắc mắc, còn họ không nhận ra. Thấy không? Những cái người mà bạn mà theo khoảng thời gian lâu rồi thì họ vẫn bình thường. Cảm ơn em. Này, mở phòng gym đi, chị là người tới tập để chị... Đây đây em cũng vậy đây, nữa đây. Em cũng phải đi tập nữa chị. Hai thằng đàn ông Lê Giang và Harry Won. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng ta đều thấy những điều thật sự là bất ngờ. Candy là một vận động viên thể hình đã đoạt giải quốc gia. Vậy thôi. Cảm ơn, chúc mừng em đã tìm được cái cuộc sống mà do em mong muốn. Chúc em sức khỏe và sẽ có được thật là nhiều những cái niềm vui trong cuộc sống nha. Một tràng pháo tay nữa và cảm ơn Candy đã đến với chương trình.